Sau đây chúng con kính chuyển đến máy Thục Bình và chúng con sẽ quay lại máy Hiếu Hòa sau. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chú nghe con nói không chú? Dạ, nghe. Dạ, nghe rõ chị. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính chào Chư Tôn và Đức Tăng Ni. Con xin kính chào chú Diệu Âm. Con xin có câu hỏi ạ. Dạ, con trước kia chưa bệnh tu tập, tâm trí con rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Cách đây vài tuần, con lại mang bệnh, tánh tình con rất là xấu. Chồng con nói cái gì, con to hay khó chịu, giận hờn, ganh tình. Con cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Tâm tánh của con lại xấu quá chú ơi. Kính xin chú Diệu Âm thương tình cho con lời khuyên để xưa đuôi tánh tình, để con có phước phần cuối đời của con để bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Con xin thành kính tri ân chú Diệu Âm và A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Muốn vãng sanh thì bỏ phiền não ra chứ. Chứ muốn vãng sanh thì kéo phiền não vô làm chê, hiểu không? Biết tu thì nên chấp nhận những lời phê phán. Nếu mà người ta la rầy mình, tức là ta gỡ nạn cho mình, gỡ nạn cho mình thì cuối cùng mình bớt nạn, cảm ơn họ đi. Sống trong thế giới biết ơn, cảm ơn. Khi mà chư vị sống trong thế giới biết ơn, cảm ơn thì tự nhiên tâm hồn của mình thư thái vô cùng. Gặp người chống đối mình cũng cảm ơn, gặp người nguyền rủa mình cũng cảm ơn, gặp người khen tặng mình cũng cảm ơn, gặp người chửi lỗi mình cũng cảm ơn. Thì cứ mình cảm ơn thì tự nhiên tất cả những cái gì mà phiền não nó biến thành phước báu, niềm vui. Cho nên tập chuyển đi, nhớ không? Chuyển khổ thành vui đây, chuyển buồn thành vui đây, chuyển khổ thành sướng đây, chuyển cõi ta bà khổ nạn này thành Tây Phương Cực Lạc đây. Như vậy thì mới dễ. Màu màu cứ ai nói gì nói, chuyển liền, chuyển gì? A Di Đà Phật. Ta khen mình A Di Đà Phật, người ta chế mình A Di Đà Phật, cầu thành Tây Phương Cực Lạc, chuyển tất cả trở về Tây Phương thì dễ dàng vãng sanh vậy. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm trên lão cư sĩ.